Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những anh chàng mạnh mẽ trong thế giới anime thường chọn cách che giấu đi khả năng và sức mạnh vượt trội của bản thân để có thể yên ổn tận hưởng một cuộc sống vô cùng bình thường bên cạnh bạn bè và người thân của họ. Nhưng đôi khi có những tình huống buộc họ phải bộc lộ khả năng khiến cho fan anime vô cùng thích thú. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có main cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là giấu nghề nhé. Và nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime mới với chủ đề cụ thể thì hãy ghé thăm Thỏ Ngọc Anime. Các danh sách phát được mình tổng hợp theo từng chủ đề để dành riêng cho bạn. Số 10. Kyoko Suiri. Thể loại, huyền bí, hài hước, ác quỷ, siêu nhân, lãng mạn shonen. Ẩn trong tầm nhìn khác, những tinh linh được gọi là yêu quái sống trên thế giới. Trong khi hầu hết là lành tính, có những con nhất định đe dọa hòa bình lâu dài giữa yêu quái và nhân loại. Kể từ khi cô đồng ý trở thành thần trí tuệ của họ, Kotoko Iwanaga đã trở thành người trung gian giữa hai thế giới, giải quyết mọi vấn đề siêu nhân xảy đến với cô. Tại một bệnh viện địa phương, Kotoko tiếp cận Koro Sakuragawa, một sinh viên đại học có mối quan hệ lâu dài kết thúc bằng một cuộc chia tay đáng tiếc. Kotoko nuôi dưỡng tình cảm với anh ta và nghi ngờ rằng có điều gì đó siêu nhân ẩn giấu bên trong vẻ ngoài vô hại của anh. Vì vậy, cô yêu cầu Koro giúp đỡ anh ta trong công việc giúp đỡ yêu quái. Hai năm sau, tin tức về một thần tượng vô tình bị giẫm thép để chết tràn ngập báo chí. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, có những người bắt đầu kể, trông thấy một người phụ nữ không có khuôn mặt đang cầm một thanh xà thép. Giống như trường hợp của bất kỳ vấn đề siêu nhiên nào, Kotoko và cộng sự của cô ấy đã đặt ra mục tiêu ngăn chặn linh hồn tàn phá này. Nhưng trường hợp này có thể là nham hiểm và cá nhân hơn nhiều so với những gì mà họ có thể nghĩ. Số 9. Kami no Tou, Tower of God, thể loại hành động phiêu lưu huyền bí drama fantasy. Có một tòa tháp triệu tập những người được chọn, gọi là Regulars, với lời hứa sẽ ban cho những điều ước sâu sắc nhất của họ. Cho dù là sự giàu có, danh tiếng, quyền lực hay thứ gì đó vượt qua tất cả mọi thứ của họ, tất cả mọi thứ đang chờ đợi những người đạt đến đỉnh cao. 25th Bam là một cậu bé xin biết đến hang động tối tăm, một tấm vải bẩn và ánh sáng không thể tiếp cận được trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy, khi mà một cô gái có tên là Rachel đến với anh ta thông qua ánh sáng, cả thế giới của cậu ấy đã thay đổi. Trở thành bạn thân của Rachel, cậu học được rất nhiều điều về thế giới bên ngoài. Nhưng khi mà Rachel nói rằng cô phải rời xa anh ta để leo lên tháp, thế giới của anh ấy đã tan vỡ. Thế sẽ theo sau cô bất kể điều gì xảy ra, Bam đặt tầm nhìn của mình lên tòa tháp và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau đó bắt đầu cuộc hành trình của Bam, một cậu bé không được tháp chọn mà tự mình mở cổng. Họ gọi những người như cậu ấy là Inregences, những kẻ đã làm rung chuyển chính nền tảng của tháp mỗi khi họ đặt chân vào bên trong nó. Số 8. Nhật ký thường ngày của tên vương, thể loại Adventure Slice of Life Comedy Demon's Fantasy School. Câu chuyện xoay quanh một anh chàng với tuổi thơ bắt đầu năm 6 tuổi, anh ta đã giết vu quỷ Swallow Sky Clam. Là một phù thủy tu luyện tà năng, tiên vương phải che giấu đi sức mạnh của mình và sống giữa một nhóm sinh viên tu luyện bình thường. Những người trẻ tuổi không quan tâm đến tiền bạc, nghệ thuật cổ tích, vũ khí ma thuật và danh tiếng mà những người bình thường tìm kiếm. Bất chấp sự ngưỡng mộ của Sun Rong giàu có, tay súng bắn tỉa giết người hàng đầu của Ying Liu và sự kiên quyết không ngừng của cha mẹ, anh ta không ngừng theo đuổi món mì giòn, hoặc là ăn mì giòn hàng ngày mà anh ta yêu thích, hoặc là trên đường đến cửa hàng mì giòn. Bằng cách này, anh và bốn đồng đội gặp phải thử thách của trường trung học trong trò chơi kiếm thuật và thủ lĩnh phù thủy bóng tối Jiang Liuying, người đã thất bại trong vụ ám sát được ghi cụ thể trong cuốn nhật ký hàng ngày của tiên vương mà cất giữ trong hộp bí mật bấy lâu nay, đã không bỏ cuộc và tham gia. Will Wang Ling đè bẹp đối thủ và mong chờ được sự đổi mới. Số 7. Quan Di Gao Show, toàn chức cao thủ, thể loại hành động game. Được mọi người xung quanh coi là top player và là người chơi chuyên nghiệp hàng đầu trong trò chơi trực tuyến Lorry, có lượng người chơi cực kỳ đông đảo.
Diệp Thu được mệnh danh là Battle God, thần chiến đấu vì những kỹ năng và đóng góp của anh ấy trong trò chơi trong những năm qua. Tuy nhiên, khi bị buộc phải rời khỏi đội và bỏ lại sự nghiệp của mình, cậu tìm được một công việc tại quán cà phê Internet gần đó. Sau đó, khi Glory chính thức ra mắt máy chủ thứ 10, anh ta tham gia vào trò chơi một lần nữa bằng cách sử dụng một nhân vật mới có tên là Lord Grim. Những thành tựu ban đầu của Diệp Thu trên máy chủ mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người chơi cũng như là các bảng hội lớn, khiến cho họ tự hỏi về danh tính thực sự của người chơi đặc biệt này. Tuy nhiên, trong khi anh ta có 10 năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, bắt đầu lại từ một trò chơi đã thay đổi qua nhiều năm với vô số các thách thức. Cùng với những đồng đội mới đầy tài năng, Diệp Thu một lần nữa cống hiến hết mình để vượt qua con đường đến đỉnh Glory. Sáu, Gintama, thể loại hành động hài hước, lịch sử, parody, samurai viễn tưởng shonen. Người Amanto, loài người từ ngoài vũ trụ đã xâm chiếm trái đất và chiếm lấy Nhật Bản thời phong kiến. Kết quả là một lệnh cấm đối với kiếm đã được thiết lập và các samurai của Nhật Bản bị đối xử tồi tệ như một hệ quả của nó. Tuy nhiên, một người đàn ông Gintoki Sakata vẫn sở hữu trái tim đầy nhiệt huyết của samurai. Mặc dù từ tình yêu đùa ngọt và làm việc như một Yorozuya, người ta có thể không mong đợi điều đó từ anh. Đồng hành cùng anh trong công việc toàn năng là Shinpachi Shimura, cậu bé đeo kính với một trái tim mạnh mẽ. Kagura với chiếc ô và cái bụng dường như không đáy. Cũng như Sadaharu, chú chó cưng quá khổ. Tất nhiên những công việc kỳ quặc này không phải là lúc nào cũng đơn giản, vì chúng thường xuyên gặp cảnh sát, phiến quân ragtag và sát thủ, đôi khi dẫn đến những hậu quả hài hước nhưng đáng tiếc. Ai nói cuộc sống của một cậu bé chạy lặt vặt là dễ dàng, nhất là với thánh bựa Gintoki Sakata của chúng ta. Số 5. Kyokai no Kanata, thể loại đời thường fantasy siêu nhiên. Mirai Kuriyama là người duy nhất sống sót trong một nhóm các chiến binh thế giới linh hồn với sức mạnh sử dụng máu làm vũ khí. Do đó, Mirai được giao cho nhiệm vụ săn lùng và giết Yomu, những sinh vật được cho là biểu hiện của cảm xúc tiêu cực của con người. Một ngày nọ, trong khi suy nghĩ đến mái trường, Mirai tình cờ gặp Akihito Kenbara, một dòng trò quý hiếm của Yomu dưới hình dạng con người. Trong tình trạng hoảng loạn, cô lao thẳng lưỡi kiếm của mình và nhận ra rằng anh ta là một sinh vật bất tử. Từ đó trở đi, hai người hình thành một tình bạn đầy ngẫu hứng xoay quanh Mirai, liên tục cố gắng giết chết Akihito. Cuối cùng, Akihito cũng tìm cách thuyết phục cô tham gia vào câu lạc bộ văn học, nơi mà có hai chiến binh thế giới tinh linh mạnh mẽ khác là Hiromi và Mitsuki Nase. Tuy nhiên, khi sự ràng buộc của nhóm ngày càng tăng dần thì sự gia tăng của Yomu xung quanh họ cũng vậy. Những sai lầm của họ sẽ sớm biến thành một cuộc chiến sinh tồn khi mà không thể tránh khỏi sự xuất hiện của Yomu mạnh nhất, Beyond the Boundary, tiếp cận họ. Số 4. Trigun, thể loại hành động viễn tưởng phiêu lưu hài hước drama shonen. Vash the Stampede là người đàn ông có số tiền thưởng 60 tỷ đô la cho cái đầu của anh ta. Lý do anh ta là một nhân vật phản diện tàn nhẫn, người đã xử lý tất cả những người chống lại anh ta và săn phẳng toàn bộ thành phố để giải trí, mang lại cho anh ta danh hiệu The Humanoid Typhoon. Anh ấy để lại dấu vết của sự chết chóc và hủy diệt bất cứ nơi nào mà anh ta đi qua. Và bất cứ ai cũng có thể coi là đã chết nếu họ vô tình nói chuyện với anh bằng mắt hay là bất cứ điều gì tương tự như thế. Trên thực tế, Vash là một người hiền lành khổng lồ, tuyên bố rằng anh chưa bao giờ lấy mạng của bất cứ ai và luôn tránh sự bạo lực. Trigun xoay quanh anh chàng Vash the Stampede cùng với hai nhân viên bảo hiểm xã hội Bernard Lee, người luôn đi theo giám sát để giảm thiểu thiệt hại từ sự xuất hiện của anh ta. Hầu hết các thiệt hại do Vash gây ra thực chất là bởi những kẻ săn tiền thưởng trong việc theo đuổi số tiền 60 tỷ đô la truy nã Vash vì đã phá hủy thành phố July. Tuy nhiên, anh ta không thể nhớ được biến cố đó bởi chứng mất trí nhớ. Chỉ có những hồi ức rời rạc về thành phố bị phá hủy
cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu. Trong suốt hành trình, Vash luôn cố gắng cứu người bằng cách dùng sức mạnh phi sát thương của mình. Thỉnh thoảng, anh hội ngộ với linh mục Nicholas D. Woodwood. Tương tự như Vash, đó là một tay súng với quá khứ bí ẩn. Dần dần, quá khứ về Vash và lịch sử của nền văn minh con người trên hành tinh Gunsmoke được hé lộ. Số 3, Classroom of the Elite, thể loại đời thường tâm lý drama học đường. Nhìn bề ngoài, môi trường sống trong trường trung học phổ thông Kodo Ikeze là một điều không tưởng với mọi người. Các học viên được tự do gần như ở mức tối đa và nó cũng là một ngôi trường được xếp hạng cao hàng đầu ở Nhật Bản. Tuy nhiên thực tế bên trong khác hoàn toàn so với vẻ ngoài tự do đó. 4 lớp từ A đến D được xếp hạng bằng điểm và chỉ những lớp hàng đầu mới được đối xử thuận lợi và được nhà trường cấp cho nhiều điểm. Điểm có thể mua được tất cả mọi thứ ở ngôi trường này. Kiyotaka Ayanokoji, một thanh niên có quá khứ hết sức bí ẩn với số điểm trung bình tuyệt đối. Vì vậy, cậu ta được xếp vào lớp D, nơi mà tình trạng tồi tệ nhất trong trường. Ở đó, cậu ta gặp Suzune Horikita, người tin rằng cậu xếp vào lớp D do nhầm lẫn và mong muốn được leo lên lớp A. Và thần tượng của lớp dường như rất thân thiện, Keikyo Kushida, với mục đích là kết bạn càng nhiều càng tốt. Trong khi thành viên của lớp là vĩnh viễn, thứ hạng lớp thì không. Học viên trong các lớp xếp hạng thấp hơn có thể gia tăng thứ hạng của họ nếu đạt điểm cao hơn so với những lớp trong top đầu. Ngoài ra, trong lớp D, dường như tất cả học sinh đều là những kẻ có vấn đề nên mới được xếp vào đây. Trong trường học cứ ngỡ là tự do nhưng lại thực tế đến mức khốc liệt này, họ có thể chiến thắng các bài kiểm tra giữa các lớp và đạt đến đỉnh cao hay không? Số 2, Saiki Kusuo no Seinen, thể loại học đường hài hước shonen đời thường siêu nhân. Đối với người bình thường, khả năng ngoại cảm có vẻ là một phước lành, nhưng đối với Kusuo Saiki, điều này thực sự đang được sở hữu bởi chính cậu. Được ban cho rất nhiều khả năng siêu nhân, từ thần giao cách cảm đến tầm nhìn tia X. Saiki thấy điều mà người ta gọi là phước lành không khác gì ngoài một lời nguyền. Khi tất cả những điều bất tiện mà sức mạnh của anh gây ra liên tục chồng chất, tất cả những gì mà Kusuo nhắm đến là một cuộc sống bình thường không rắc rối, một cuộc sống mà sự bình thường là hạnh phúc. Thật không may, cuộc sống của một nhà ngoại cảm rất xa điều đó. Mặc dù Kusuo cố gắng tránh xa mọi rắc rối bằng cách giữ bí mật sức mạnh của mình với các bạn cùng lớp, nhưng cuối cùng anh ta lại vô tình thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật kỳ lạ như Riki Nendo, não tôm mặt giang hồ, và Shun Kaido, một cô gái ảo tưởng. Buộc phải đối phó với sự điên rồ của những người bạn xung quanh, Kusuo nhận ra rằng cuộc sống bình thường mà anh ta đã cố gắng phấn đấu giành được là khó khăn hơn dự kiến rất nhiều. Số 1. Noragami, thể loại hành động phiêu lưu hài hước siêu nhân shonen. Trong những lúc cần thiết, nếu bạn nhìn đúng chỗ, bạn có thể thấy một số điện thoại lạ được viết một cách nguệch ngoạc màu đỏ. Nếu bạn gọi số này, bạn sẽ nghe thấy một chàng trai tự giới thiệu mình là thần Yato. Yato là một vị thần và tự xưng là Delivery God, thần giao hàng. Người mơ ước có hàng triệu tín đồ, tuy nhiên anh ta không có nổi một ngôi đền dành riêng cho tên của mình và chắc chắn mục tiêu của anh ấy phải rất lâu nữa mới có thể thực hiện được. Anh ta dành cả ngày để làm những công việc kỳ lạ với giá 5 yên, cho đến khi đối tác là vũ khí của anh ta đã chán ngấy với chủ nhân của mình và quyết định rời bỏ anh ta. Dường như mọi thứ đang trở nên khắc nghiệt đối với vị thần nghèo Yato. Số phận của anh ấy thay đổi khi mà vô tình gặp một nữ sinh cấp 2, Hiyori Iki, người đã cứu Yato khỏi một tai nạn xe hơi và hy sinh bản thân mình cho anh ta. Rất may mắn, cô vẫn sống sót nhưng mà tai nạn đó đã khiến cho linh hồn của cô trở nên lỏng lẻo và có thể rời khỏi cơ thể của cô. Hiyori yêu cầu Yato đưa cô trở lại bình thường, nhưng khi biết rằng anh cần một đối tác mới làm được điều đó, cô miễn cưỡng đồng ý giúp anh ta tìm một người. Và với sự giúp đỡ của Hiyori, liệu may mắn của thân nghèo Yato cuối cùng cũng đến.
Trên đây là top 10 anime có main cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là giấu nghề mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè, nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!